Mày có biết bố mày là ai không? Cái đấy thì tôi không biết. Bố tao là ghi về. Tao đánh là đời hay nhất xe vào Việt. Gươi hả? Sắc. What the fuck? Javan hả? Nếu như bây giờ mà mất bích một con AD thì team sẽ có AB. Vậy thì có lỗi với team quá. Con gì? Rai á. Cái này là chịu rồi anh em à. Thằng lót 2 kìa. Nó ghiền con Rai của tôi kìa. Tôi đâu muốn đâu, tôi đâu định đánh lại mấy con tướng mà nãy giờ đánh rồi đâu. Nhưng mà nó ghiền. S2 thích nhỉ. Được đánh với 100 Rai hay nhất server Việt. Nani. 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 Tao nói giết mấy thằng xung quanh tao, nó chơi giết nó điên hết rồi. Bây giờ anh em chat tôi, giờ tôi biết làm sao bây giờ khi mà đồng đội của mình nó chat, nó spam luôn, nhưng mà là nó chat, nó kêu là 100 100 100 100. Nếu như là mấy ông có nỡ khiến cho người khác thất vọng không? Mấy ông có biết là nếu như game này thua là tối nay rất khó ngủ không? Oh damn. Oh, mập địch, mập đánh thường mày một cái, ăn mạng không cần lát, ghê chưa. Ê chết, quên chuyển cái màn hình nữa. Sorry anh em. Nó cầm cái quần què gì ta? Nó cầm tè le luôn mà. Cái gì thế? Trời ơi. Anh khùng. Gà chứ. Gà chứ. Trời ơi anh bậy. Gà chứ. Tham vậy là chết tụi em rồi. Chờ tao rờ xuống thì tao còn có đủ 200 mana, đâu làm gì được nhiều đâu. Đoán mạng này được hẹp. Nà ní. Bắt cả. Chơi game vui quá ông nội ơi. Gấu. Top năm bang thì những cái gấu. Điên hết rồi. Ôi, top đang làm gì kìa. Trang Mary có thể tưởng tượng được không? Tụi nó dằn mặt tôi kìa anh em. Trên anh đi ra dằn mặt tôi kìa. Rồi. Đào. Đi đào rồi. Nope. Né hộ cái quy này nè. Gà chưa. Gà chưa. Rồi 8 phút 20 có đồ luôn. Trời ơi, con Blitz nó lên AB luôn kìa. Nó 3-1 cái đồ của nó kìa. Mày mày dám ăn vậy. Nà ní. Con Blitz nó lên AB, nó mạnh mấy đó. Ê, tao không liên quan gì tới hàng bay đâu nha. Kéo nó luôn, giết luôn. Trời ơi, thằng này gãy cách. Ây da, này nó cản rồi. Nà ní. Cái thằng khùng. Trời ơi. Quái. Trời ơi, tôi đánh một cái pha
Cái pha đó là thân lắm, tôi mới chỉ cho tụi nó đó trời. Đâu phải tự nhiên mà tụi nó con này là bao bít đâu giờ. Cú, che. Sao nó đi vô chùa chùa bắn thêm về hết vậy? Vũ nè, để chịu bắn một cách nào cho nó bắn thêm được nữa nè, chỉ có vậy mới chiếc nó thôi. Ôi sao tôi ăn, sao tao ăn tiên quơ màn hình lên cái hiện lên. Sáng má tôi mới cho 5,000. Vậy mà chiều mới cho 5,000 nữa, nó thành 10,000. Xong rồi, uống 5 con gà. Thấy mẹ không? Mất một con. Ở đây nãy giờ nó e. Mấy chó này quá rồi đi, cấm đầu chạy, nó đứng nó giật. Phủ với tụi nó thiệt chứ. Lấy người liếc đi giật. Thầy ơi, bắt gà lạc đàn. Ghê vậy? Ê, tụi giết hết đó nha. Tao có khiên á. Tao giết mày luôn, mặc định. Mấy con chó này đánh không đánh, lo đứng giỡn không kìa. Ê, trụ, lẹ. Không ai bắn cái chủ vậy? Rồi, má nó làm thịt hết đó bay. Con nào vẫn giỡn không sẽ chết trơn vậy. Enemy pentakill. Lạc đàn ra. Thu con lạc mẹ. Đây đó, cho nó bắn tao rồi, tao anti. Tao có đồng hồ. Em nghĩ nó mạnh hay gì ta? Coi tụi bay cái anti nè. Bắp. Ah.